Xin chào, bữa nay mình đi xuống Niagara Falls mình chơi, xong rồi trên đường đi mình ghé qua cái là Van der Valk Farm á, cái vườn có bông hoa màu tím, xong mình vô đây mình mua vé rồi mình đi vô trong cái chỗ người ta trồng mấy cái bông mình coi. Yes. That we visit Lavender Farm. Mình mới vừa mua vé xong, một cái vé cho người lớn là 5 đồng, còn mấy con nít dưới 12 tuổi là không có tính tiền. Bây giờ người ta nói mấy cái bông hoa nó chưa có nở ra hết. Có chát nữa mà chát mình đi xuống đây mình bị kẹt xe gần 2 tiếng nên chắc mệt rồi, chắc nghỉ trên xe một chút nữa xong rồi mới vô. Đây là cái cánh đồng của cái bông hoa nó màu tím, bây giờ nó chưa cái nó hết cái bông hoa rồi. We follow the arrow. Are you going into here to buy some plants? Đây là cái vườn hoa hoa mặt trời hả? Sunflower. Hoa mặt trời. Đây là cái vườn nho người ta trồng, người ta để làm rượu. Ở đây có nhà máy rượu. Mấy cái nho này nó chưa có lớn. See? Yeah. Yeah. They still baby. Nó còn nhỏ, nó chưa lớn. Is that an adult? No, they when they big. Người ta trồng nho nhiều lắm.
And then they will sing to bubble. Mình đi đây một chút xong rồi tí nữa mình đi xuống cái thác nước. Mình lái xe xuống đây, trời mưa nó bị kẹt xe quá nhiều lắm á. See? Lots of cars. Mấy cái nhỏ này nhỏ. Is it gonna be long path? Yeah, she's so big. Is it gonna be long path? They used to have like the purple flower, but they are gone. I think we came at the wrong season. Or we can go inside the greenhouse. The mommy, it's red. I just saw a sign that says lavender inside the shop. Lavender, not thơm. Lavender? Yes. Bây giờ nó hết một tím rồi. What is that, mommy? What is that? I'm sorry, I don't know. That. Okay, let's go. Bây giờ mình đang lại thăm cái nhà máy làm rượu. Người ta trồng mấy cây nho xong rồi bây giờ ra làm rượu. Mình vô đây người ta thử mấy cái rượu. Ok, after.
đây uống. Ở ngoài kia là người ta trồng cái cây nho cho người ta hái vô. Xong rồi mình sẽ mua ở đây, nó cho mình thử rồi mình thích cái nào, cái mùi nào thì mình mua. Mình bây giờ mình sẽ mua một chai mình để đem về. Bây giờ mình đi về, mình mua một chai rượu, chắc đi washroom. Let's go to the car. Xe này là chở người ta lại đây thử rượu á. Dạ. Tesla. Where this gun come from, mommy? Do you know where it came from? No. Water.